viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, viêm móng mắt thể mi, hay trên lâm sàng tụi em hay gọi bệnh viêm móng mắt thể mi là viêm màng bù đào trước. Và trong quá trình chúng ta làm việc với cái bài này cho nhanh thì anh sẽ dùng cái thuật ngữ viêm màng bù đào trước. Cơn glaucoma gốc đóng cấp, tụ thể thủy tinh và các khúc xạ. Đây cũng sẽ là cái sườn bài mà các bạn bám sát vào lúc các bạn lên E5 đi thực tập mô đun lâm sàng mắt luôn. Và đến khi các bạn E5 á, anh sẽ bổ sung thêm một bài nữa rất quan trọng là bệnh biểu hiện mắt trong các bệnh lý toàn thân. Rồi, viêm kết mạc. Kết mạc là cái gì? Cái mạc hay còn nói nôm na theo thuật ngữ dễ hiểu là cái phần tròng trắng á, là nó là một cái lớp biểu mô, một lớp biểu mô lót phía trước cũng mạc, lót phía trước cũng mạc. Không biết cái này trong cái bài giải phẫu các bạn học chưa nữa. Đây là miếng mắt. Còn đây là phần nhãn cầu. Thì cái lớp kết mạc là một cái lớp lót từ mặt sau miếng mắt. Anh đang vẽ cho mi trên ha, nó lót từ mặt sau miếng mắt vòng lên trên như thế này, và sau đó nó quạt ngược xuống, nó lót mặt trước của nhãn cầu, nên nó tạo một cái túi gọi là túi kết mạc. Rồi chú ý, cái kết mạc này nó sẽ tận hết ở cái phần cũng mạc, tức ngay cái phần giao điểm giữa giác mạc là tròng đen á, và cũng mạc là tròng trắng. Tới ngay cái chỗ giao điểm hay còn ta gọi là cái rìa giác cũng mạc á, thì nó kết thúc ở đây, nó không có phủ lên giác mạc. Rồi về cấu trúc mô học thì nó có hai lớp, lớp biểu mô phía ngoài, lớp mô đệm ở bên trong, và trong lớp mô đệm cũng có mạch máu. Thì viêm của cái lớp kết mạc này gọi là viêm kết mạc. Rồi, nguyên nhân có ba nhóm nguyên nhân chính do vi khuẩn, virus ở nước mình, virus chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Thứ hai do vi khuẩn, thứ ba là do dị ứng. Hiện giờ chúng ta đang có dịch viêm đường hô hấp do adenovirus, và thường thường là nó sẽ kèm theo viêm kết mạc do adenovirus. Triệu chứng cơ năng của viêm kết mạc, các bạn sẽ thường hay nghe mô tả cái bệnh này là bệnh đau mắt đỏ, gì đỏ mắt, trộn xuống, ra ghèn là nó. Và cái quan trọng là không giảm thị lực, tức là không có bị mờ mắt. Nếu như bệnh nhân mô tả mà bị mờ mắt, coi chừng cho nó là có bệnh lý khác kèm theo. Rồi, triệu chứng thực thể. Quan sát kết mạc, chúng ta sẽ thấy kết mạc phù nề, cương tụ do viêm nó làm giãn những cái mạch máu trong cái lớp mô đệm của kết mạc, và gây ra thoát huyết tương. Một số trường hợp bệnh nhân dụi ngứa còn dụi mắt nhiều quá có thể xuất huyết dưới kết mạc. Thứ hai, khi mà chúng ta quan sát cái kết mạc, đặc biệt là cái kết mạc phủ ở mi trên và mi dưới á, chúng ta sẽ thấy nếu quan sát bằng mắt thường, chúng ta sẽ thấy dường như cái kết mạc nó mất đi cái sự trong bóng bình thường của nó. Và nếu quan sát bằng kính lúp hoặc là kính siêu hiển vi có độ phóng đại lớn á, chúng ta sẽ thấy ở trên bề mặt của cái lớp kết mạc nó có những cấu trúc nó gồ lên như thế này.
thì cái này gọi là phản ứng nang hoặc là nhú. Rồi cái phản ứng nang này về bản chất là cái sự tăng sinh cái lớp mô đệm ở trong của kết mạc, vì trong đó có, vì trong cái lớp mô đệm nó có các tế bào lympho nó chịu trách nhiệm cho cái việc chống lại tác nhân gây viêm. Còn cái phản ứng nhú này do đâu? Do cái tế bào biểu mô kết mạc vốn nó gắn chặt vào cái mô bên dưới, bây giờ do phản ứng viêm nó cái liên kết đó nó bị bật ra thì nó hình thành nên cái nhú này. Các bạn hình dung giống như là khi mà các bạn bị bỏng tay hoặc là bỏng da á, các bạn sẽ có một cái nốt rộp lên, đó là do cái gì? Do cái tế bào thượng vị nó bị tách lên, vì có dịch ở phía dưới. Rồi thứ ba, chất tiết tức là ghè ha. Đây, bản chất chất tiết này là hỗn hợp của sát bạch cầu, tác nhân gây sát của tác nhân gây bệnh, nó kết tụ lại. Rồi trong một số trường hợp cái chất tiết này nó có thể gợi ý cái nguyên nhân gây bệnh. Rồi một số trường hợp bệnh nhân sẽ có thể có hạch trước tay hoặc là hạch dưới hàm. Khi mà chúng ta thấy bệnh nhân vừa viêm kết mạc, vừa có hạch trước tay hoặc là dưới hàm, vừa đang viêm họng nữa, thì đó là điển hình của thể viêm kết mạc họng hạch do adenovirus. Rồi, cái chất tiết nó gợi ý nguyên nhân gây bệnh ra sao? Nếu cái chất tiết nó trong, đặc biệt là chúng ta thấy nó nhầy nhầy trong mà bệnh nhân mô tả có thể kéo ra thành sợi được á, cái đó nhiều khả năng là do dị ứng. Rồi một cái chất tiết trong bình thường hoặc là có khi là nó trắng đục thì khả năng có thể do virus. Còn cái chất tiết hay cái ghèn nó có màu vàng, thường là màu vàng hoặc đôi khi nó ngả xanh thì có thể là do vi khuẩn. Điều trị viêm kết mạc, điều trị theo nguyên nhân. Đối với viêm kết mạc do virus, chủ yếu điều trị nâng đỡ và kháng viêm là chính. Đối với do vi khuẩn thì sử dụng thuốc kháng sinh, và đối với trường hợp dị ứng thì sử dụng thuốc kháng dị ứng. Rồi còn sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng dị ứng như thế nào, khi chúng ta đi lâm sàng chúng ta sẽ học tiếp. Viêm loét giác mạc, giác mạc hay còn gọi hiệu chân giả để chậm men á, là cấu trúc trong suốt và vô mạch chiếm 1/6 phía trước của nhãn cầu, có đường kính ngang là khoảng 11 mm và đường kính dọc là khoảng 10 mm. Chiều dày của giác mạc là cỡ 0.5 mm, trong đó có cấu trúc mô học gồm có 5 lớp: lớp biểu mô, lớp màng Bowman, lớp nhu mô, lớp màng SMA và lớp nội mô. Rồi trong đó lớp dày nhất là lớp nhu mô, chiếm đến khoảng 450 micromet, tức là chiếm đến 90% cái chiều dày của giác mạc. Rồi giác mạc nó trong suốt và vô mạch, do đó nó được nuôi dưỡng chủ yếu bằng cách là nó thẩm thấu. Thẩm thấu cái gì?
thẩm thấu chất dinh dưỡng từ nước mắt ở phía trước và từ cái dịch trong thủy dịch ở trong tiền phòng. Thì bất cứ cái tác nhân nào gây viêm và loét cấu trúc này đều được gọi là viêm loét giác mạc. Có ba nguyên nhân chính gây ra viêm loét giác mạc. Nguyên nhân thường gặp nhất là vi khuẩn, thứ hai ở chúng ta là do nấm, và cuối cùng là do virus. Nguyên nhân virus thì chúng ta chỉ thường gặp hai loại chính thôi, thứ nhất là herpes và thứ hai là adeno. Rồi yếu tố thuận lợi gây ra viêm loét giác mạc là gì? Khí hậu nóng ẩm nè, đó là điều kiện để cho các vi sinh vật nó sinh sôi á. Điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt. Ngoài ra còn có các cái chấn thương trong tai nạn, chấn thương trong lao động, trong sinh hoạt, vân vân. Thì nước mình có những điều kiện này không? Có nhiều nữa là khác. Rồi triệu chứng cơ năng của viêm loét giác mạc. Bây giờ các bạn hình dung nha. Khi mà các bạn nhìn qua cái tấm kính trong suốt, nhìn ra ánh sáng bên ngoài thì các bạn sẽ thấy chi tiết nó rõ ràng, đúng không? Giả sử bây giờ cái tấm kính nó bị đục, các bạn dán một cái miếng giấy màu trắng hay là một tấm kính mờ lên thì các bạn nhìn ra ngoài thấy sao? Thì bệnh nhân sẽ giống vậy. Triệu chứng cơ năng. Triệu chứng cơ năng luôn luôn được nhắc đến với tăng chứng kinh điển, đó là chói, cộm, chảy nước mắt sống. Bệnh nhân rất sợ ánh sáng, tại vì sao? Cái giác mạc bị lùn, cho nên nhìn ánh sáng nó bị tán sát lung tung ở trên, rất là chói. Thứ hai là cộm sốn. Vì sao cộm sốn? ở cái vùng giác mạc bị loét như này, mất lớp biểu mô bị mất đi rồi, lớp nhu mô nó lộ ra bên ngoài, thì khi bệnh nhân chớp mắt á, cái mí mắt nó sẽ cạ thẳng vào cái lớp nhu mô đó. Các bạn hình dung khi các bạn bị trầy da, các bạn đụng vào cái chỗ bị trầy nó rát không? Thì khi mà cái mí mắt nó cọ vào cái lớp nhu mô bị chóc ra như vậy, cái cảm giác đau rát đó của bệnh nhân có thể gấp cả trăm lần. Vì xét theo phân bố thần kinh á, trên cùng một đơn vị diện tích thì số lượng đầu tận thần kinh phân bố vào vùng nhu mô giác mạc nhiều nhất, nhiều gấp 10 lần vào trong tủy răng. Có nghĩa là về lý thuyết, cái cơn đau của một bệnh nhân viêm loét giác mạc có thể gấp 10 lần bệnh nhân bị đau răng. Rồi chảy nước mắt sống. Khi mà cái vùng lộ nhu mô này nó bị kích thích liên tục bởi tác nhân bên ngoài thì bệnh nhân sẽ phản ứng bằng cách là chảy nước mắt sống, cơ thể tự phản ứng để chi, để nó bao phủ cái vùng bị chóc biểu mô và lộ cái nhu mô giác mạc ra ngoài đó. Triệu chứng thực thể đầu tiên hết, chúng ta sẽ thấy phản ứng tương tụ kết mạc riềng. Tương tụ kết mạc riềng nghĩa là gì? Nghĩa là càng gần cái ranh giới giác củ mạc á, thì phần kết mạc này nó càng đỏ lên, nhưng mà càng ra xa thì kết mạc nó càng trắng trở lại. Nó giống như là mặt trời với cái vần hào quang xung quanh nữa, đó gọi là tương tụ kết mạc riềng. Chúng ta sẽ dùng cái đặc điểm này để chúng ta phân biệt với lại bệnh viêm kết mạc. Ở viêm kết mạc thì tương tụ kết mạc đó là tương tụ kết mạc toàn bộ. Thứ hai là chúng ta sẽ quan sát được sang thương trên bề mặt giác mạc. Như bệnh nhân này bệnh nhân có một cái sang thương khoảng 3x5mm, trong đó có một vùng chóc biểu mô khoảng 3x3 ở chính giữa. Vùng chóc biểu mô này nhuộm màu bắt màu với cái thuốc nhuộm màu có màu vàng vàng, gọi là thuốc nhuộm fluorescein. Còn cái vùng kế cận này là một vùng viêm, nó chưa có chóc cái lớp biểu mô bên ngoài nên nó không có nhuộm cái thuốc nhuộm màu vàng.
Thứ ba, chúng ta có thể thấy được mủ tiền phòng. Đây là một cái nấm mủ tiền phòng nha, màu trắng đục. Do cái phản ứng viêm và giác mạc nó lan vào trong cái thủy dịch này, nó tạo ra mủ. Rồi, đồng tử có thể co nhỏ, phản xạ ánh sáng yếu, do phản ứng viêm lan vào đến cả vùng móng mắt và thể mi. Dựa vào cái sang thương trên giác mạc, chúng ta có thể cái sang thương đó nó có thể gợi ý nguyên nhân gây viêm lết giác mạc. Rồi, ở trên này là cái sang, hai cái sang thương, sang thương có dạng hình giống như cây dương sỉ, một sang thương có dạng giống như hình bản đồ. Khi mà chúng ta thấy hai cái hình ảnh này, viêm lết giác mạc hình thái nâu do herpes virus. Hình ảnh thứ ba này, cái sang thương này nó có dạng hình đĩa, thường thường là một cái khối tròn hay là bầu dục, một khối duy nhất thôi. Vị trí của nó là nằm ở nhu mô, cho nên nó không có gây dốc biểu mô, không có bắt màu thuốc nhuộm. Thì đây gọi là hình thái viêm giác mạc hình đĩa, cũng do herpes. Rồi, đối với hai cái hình ở dưới, một cái hình ở bên trái, chúng ta thấy ngoài cái sang thương chính trên cái mắt này còn rất là nhiều sang thương phụ, được đánh mũi tên nè, 1, 2, 3, 4, gọi là sang thương vệ tinh. Ở hình bên phải, chúng ta thấy cái sang thương giác mạc, sang thương chính nằm ở đây. Ở rìa sang thương á, dường như có những cái sợi lông tơ nó mọc ra xung quanh. Anh về các bạn lấy PDF coi thì nhìn sẽ rõ hơn. Người ta gọi cái dấu hiệu này là dấu hiệu chân giả. Thì sang thương vệ tinh và dấu hiệu chân giả là những hình ảnh điển hình của viêm lết giác mạc do nấm. Đây là những cái ví dụ cho thấy những cái hình ảnh của sang thương có thể gợi ý tác nhân gây bệnh. Chúng ta chẩn đoán xác định viêm lết giác mạc do nguyên nhân gì bằng cách là chúng ta sẽ lấy bệnh phẩm từ những cái sang thương này nè, soi tươi, nuôi cấy và làm cái sinh đồ. Tóm lại là xét nghiệm vi sinh. Điều trị viêm lết giác mạc, chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Đối với virus, chúng ta dùng thuốc kháng virus. Đối với vi khuẩn, dùng kháng sinh. Và đối với nấm, chúng ta dùng kháng nấm. Bản thân các cái thuốc này có dạng dùng tại chỗ, tức là tra trên mắt, và có dạng dùng toàn thân. Thì sau này khi chúng ta đi lâm sàng, chúng ta sẽ làm quen với lại các cái thuốc đó. Viêm màng bồ đào trước hay gọi là viêm móng mắt thể mi. Chúng ta nhớ là trong cái cấu trúc giải phẫu của mắt đó, nó có một cái cấu trúc giải phẫu gọi là mấy thầy giải phẫu sẽ hay gọi là màng mạch. Các bạn nhớ cái từ này chưa? Rồi, thì trong chuyên khoa mắt tụi anh hay gọi đó là màng bồ đào. Uvea. Tại sao gọi là màng bồ đào? Về bản chất đây là một cái lớp mạch máu, có cơ trơn,
và được phủ đầy bởi sắc tố melanin. Vai trò của nó là để tạo vùng tối trong lòng nhãn cầu, giống như các bạn tạo một môi trường phòng tối khi mà các bạn rửa hình và rửa mấy cái hình từ máy chụp hình mà chụp bằng phim cuộn á. Rồi khi chúng ta cắt giải phẫu bệnh, chúng ta sẽ nhìn thấy cái lớp này là một lớp mặt, lớp màng mạch máu có màu, nó có màu nâu đen, giống như là màu nâu sẫm, giống như là cái nước nho vậy. Cho nên người ta đặt tên cho nó là màng bồ đào. Người Trung Quốc có một cái câu bồ đào viễn tử dạ quan bôi ấy, là rượu bồ đào dùng trong trong chén dạ quan, thì cái rượu bồ đào đó, rượu pha ra nó màu nâu nâu đen đen cho giống như cái màu này. Rồi thì lớp này nó sẽ có, nó sẽ có ba cấu trúc đó là ống mắt. Mỏng manh. Thứ hai là thể mi. Và cuối cùng là hắc màng. Hắc màng còn nguyên một lớp phía sau này luôn. Thì mỏng manh và thể mi kết hợp lại được gọi là màng bồ đào trước, và phần hắc màng gọi là màng bồ đào sau. Ở chính giữa có trước có sau. Ở chính giữa là một cấu, là một cấu trúc trung gian được gọi là màng bồ đào trung gian. Rồi. Bây giờ tới trở lại bài của chúng ta là viêm màng bồ đào trước hay là viêm móng mắt thể mi. Tức là viêm của cấu trúc này. Rồi. Trong sách mô tả 50% là không có nguyên nhân, còn trên thực hành lâm sàng thấy 90% là không có nguyên nhân. Em bệnh nhân ra xét nghiệm chỉ thấy mỗi một cái là các chỉ số gợi ý phản ứng viêm tăng lên, ví dụ như VS 1 giờ, VS 2 giờ, C-reactive protein tăng. Ngoài ra 90% không thấy một cái gì hết. Triệu chứng cơ năng. Bệnh nhân sẽ có tam chứng kinh điển. Một tam chứng kinh điển khác đó là đỏ, đau, sợ ánh sáng. Bệnh nhân sẽ mô tả là thấy mắt nó hơi đỏ đỏ lên, nó cứ nhức, đau nhức, nhìn ra ánh sáng thấy rất là chói. Rồi. Triệu chứng thực thể. À quên, em xin lỗi. Đỏ mắt, đau nhức, sợ ánh sáng và nhìn mờ. Nhìn mờ. Triệu chứng thực thể, chúng ta sẽ thấy thứ nhất là tương tụ các mạch rìa giống như lúc nãy. Thứ hai, có thể thấy một số những cái lắng động ở trong ở phía mặt sau giác mạc. Đây. Các bạn thấy đây là cái hình này phóng to lên rồi cho nên các bạn nhìn thấy không không rõ con mắt. Ở phía sau, ở phía mặt sau của giác mạc có những cái đốm màu trắng 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 nó lắng lại. Mà nếu chúng ta nhìn theo kiểu cắt dọc á, nó sẽ như thế này. Rồi, hiện tượng này là do móng mắt và thể mi viêm, nó gây ra những cái phản ứng viêm ở trong cái thủy dịch. Thủy dịch lưu chuyển sẽ làm cho những cái tế bào viêm này lưu chuyển và nó lắng lại ở trên mặt sau của giác mạc. Rồi, nó gọi là hiện tượng lắng động mặt sau giác mạc, keratic precipitate. Thứ ba, chúng ta sẽ thấy có thể thấy tế bào viêm trong tiền phòng. Đó là những cái chấm. Các bạn sẽ quan sát được hiện tượng này khi các bạn khám với
kính hiển vi có độ phóng đại khoảng từ 10, ít nhất là 10 đến 16 lần. Khi đó các bạn sẽ thấy ở phía trong tiền phòng á, thay vì nó là dịch nó trong suốt thì bây giờ nó đầy những cái chấm trắng như bụi phấn vậy. Đây. Nên anh vẽ mô phỏng này mà những cái chấm đen ở trên bàn á. Rồi. Thứ tư, chúng ta sẽ thấy đồng tử co nhỏ, phản xạ ánh sáng rất là yếu. Tại sao? Tại vì những tế bào viêm này nè, nó làm cho cái đồng, nó đóng vai trò, nó giống như một cái hồ dán vậy. Nó dán dính cái móng mắt vào mặt trước của thể vi tinh, làm cho đồng tử nó co nhỏ lại và phản xạ ánh sáng yếu đi. Một số trường hợp phản ứng viêm nặng á, cái này nó sẽ lắng xuống là mũ tiền phòng luôn. Rồi đây nha, thì này cho chúng ta thấy nè, cái mũi tên màu đen chỉ vào những cái lắng đầu mặt sau giác mạc, hai cái mũi tên màu trắng chỉ vào một cái đồng tử méo mó. Rồi nhìn một cách tổng quát các bạn sẽ cảm thấy cái giác mạc nó hơi đục đục, nó không được trong suốt, nhìn không có rõ ràng sắc nét những cái chi tiết của móng mắt. Thì nếu mà chúng ta cắt, chúng ta sử dụng sinh hiển vi, chúng ta quan sát, chúng ta chắc chắn sẽ thấy cái vùng tiền phòng của bệnh nhân này đầy những cái chấm, đầy những cái tế bào viêm lơ lửng như thế này. Rồi điều trị viêm màng bồ đào trước chủ yếu là điều trị không đặc hiệu thôi. Điều trị không đặc hiệu tức là sử dụng kháng viêm bằng corticosteroid. Chúng ta có thể sử dụng đường nhỏ tại chỗ uống hoặc là chích tại chỗ. Thứ hai là dùng thuốc nhỏ làm giãn đồng tử. Thuốc nhỏ giãn đồng tử này có thể là thuốc cường giao cảm hoặc là ức chế đối giao cảm. Và đặc điểm của viêm màng bồ đào này là rất dễ tái phát. Rồi. Thứ tư, cơn glaucoma góc đóng cấp. Bình thường cái vùng thể mi này nè, nó có vai trò là nó sản xuất ra thủy dịch. Thủy dịch được sản xuất ra tại đây, sau đó đi vào cái khe giữa thoát qua dị đồng tử vào trong tiền phòng, rồi sau đó thoát đi vào cái vùng góc tạo bởi giác mạc và móng mắt. Góc này được gọi là góc tiền phòng. Ở đây nó có một cấu trúc gọi là bè giác củng mạc. Bè giác củng mạc này là những sợi collagen nó đan vào nhau giống như một mạng lưới, chứ nó không có đặt hoàn toàn. Thì các bạn hình dung cái bè giác củng mạc này nó giống như là cái miếng xốp để chúng ta lau bảng vậy. Thủy dịch nó sẽ thấm qua đó, rồi sau đó nó thấm qua đó, rồi nó vào một cái kênh gót lớn gọi là kênh Schlemm, và nó thoát đi vào các hệ thống mạch máu thượng của mạng. Quan trọng là các bạn nhớ thủy dịch liên tục được sản xuất ra và liên tục được thoát đi trong suốt cuộc đời của chúng ta thông qua cái đồng tử này. Rồi để làm được cái việc đó thì tất cả mọi cấu trúc này phải ở đúng vị trí giải phẫu của nó. Trong đó có thủy tinh thể ở đúng ở đây. Rồi, thủy tinh thể sở dĩ được neo đúng ở đây vì có các sợi dây chằng zin. Có các sợi dây chằng zin từ cái thể mi này nó xuất phát ra và nó treo thủy tinh thể ngay đúng tại chỗ đó. Tuy nhiên đây là câu chuyện khi mà chúng ta 20 tuổi.
Còn khi mà chúng ta 50 tuổi, da chúng ta nhão trùng rồi thì cái dây chằng riêng này nó cũng sẽ trùng, nó nhão đi. Khi đó nó sẽ không, cái lực treo của nó không còn được chắc chắn nữa. Trong khi áp suất phía sau này luôn luôn lớn hơn áp suất ở phía trước. Khi đó chuyện gì xảy ra? Thì thể này bị đẩy ra phía trước, bít lộn đi lại. Rồi, cơ thể sẽ tự phản ứng bằng cách là giãn đồng tử. Tuy nhiên đồng tử giãn ra chỉ tới một giới hạn nào đó thôi. Còn thủy tinh thể thì cứ luôn luôn bị đẩy ra phía trước. Đến một lúc nào đó cơ thể hết chịu nổi, cái này xảy ra. Vì thủy dịch được sản xuất ra nhưng mà nó không còn cái chỗ nào để nó thoát đi nữa hết. Rồi, cơn glaucoma nó đóng cấp xảy ra khi mà nhãn áp tăng cao do góc tiền phòng bị đóng. Yếu tố nguy cơ tiền phòng nông. Bởi vậy mới có cái sử dụng cái đèn pin rọi ánh sáng từ phía thái dương qua để xem tiền phòng có nông hay không. Thứ hai, lớn tuổi. Thứ ba, sắc dương châu Á. Người châu Á dễ bị hơn người châu Âu. Đơn giản lắm, vì cái kích thước nhãn cầu của người châu Á nhỏ hơn người châu Âu. Cuối cùng, phụ nữ dễ bị glaucoma trong đóng cấp hơn nam. Rồi, triệu chứng cơ năng. Cái phụ nữ dễ gặp hơn nam là người ta thống kê dựa trên tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì cơn glaucoma cấp. Giải thích cho chuyện này thì hồi trước có một thầy lớn nói vui vui là do người phụ nữ cái xúc cảm luôn luôn dào dạt hơn người đàn ông, mà khi phụ nữ vào cơn cảm xúc cao trào thì dễ bị giãn đồng tử. Cái này thì anh không biết nha, tại vì anh không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, anh không biết. Cho nên là anh nhắc các bạn nào mà hay bắt bạn nữ quyền là các bạn phải coi chừng. Rồi, triệu chứng cơ năng. Khi vào cơn glaucoma góc đóng cấp, bệnh nhân sẽ đột ngột nhìn mờ, đau nhức mắt, lan nửa đầu cùng bên, buồn nôn và nôn, nhìn thấy quần tán sắc. Giải thích cho chuyện này, khi mà góc tiền phòng đóng lại, thủy dịch nó sinh ra và nó bị ứ lại, không có thoát đi được nữa, thì sao? Cái thủy dịch nó sẽ ngấm vào giác mạc, làm cho phù giác mạc. Khi giác mạc phù lên, bệnh nhân nhìn mờ đi và nhìn thấy giống như nhìn thấy quần tán sắc. Cái quần tán sắc đó là nhìn lên bóng đèn nó sẽ thấy có quần xanh quần đỏ, giống như là hiện tượng cầu vồng vậy. Và cái nhãn áp tăng cao lên làm cho đau nhức từ mắt, nhức lan lên nửa đầu cùng bên. Triệu chứng thực thể: cương tụ giác mạc rìa, cương tụ kết mạc rìa, giác mạc phù đục, tiền phòng rất là nông, đồng tử giãn méo. Tại lúc đó đồng tử nó giãn ra để nó cố gắng nó thoát thủy dịch đi, nhưng bây giờ không thể thoát được nữa, giãn méo, mất phản xạ ánh sáng. Nếu chúng ta sờ nhẹ cái mắt vào lúc đó, chúng ta sẽ thấy nhãn áp sờ tay căng cứng, lúc đó nhãn cầu cứng như một hòn bi vậy. Rồi, điều trị khi mà bệnh nhân đã vào cơn glaucoma cấp, chắc chắn phải phẫu thuật, bệnh nhân mới ra. Nhưng mà khi nào phẫu thuật? Khi nhãn áp bệnh nhân phải trở về bình thường trước cái đã. Do đó chúng ta cần phải có một cái thì điều trị nội khoa, thường thường là khoảng 1 đến 3 ngày trước đã, để hạ nhãn áp,
cho nhãn áp trở về bình thường để chuẩn bị phẫu thuật. Rồi, và những bệnh nhân vào cơn glaucoma thấp là chắc chắn phải phẫu thuật, okay. Chắc chắn phải điều trị phẫu thuật. Rồi, trục thể thủy tinh. Thể thủy tinh là một cấu trúc có dạng hình chõng cầu hay mặt lồi. Đường kính của thể thủy tinh khoảng 9mm, chiều dày khoảng 4mm, mặt sau nó lồi hơn mặt trước. Về mặt cấu trúc vi thể thủy tinh sẽ có ba lớp, đó là lớp bao được phân thành bao trước và bao sau, lớp vỏ có màu vàng và lớp nhân ở bên trong. Về mặt cấu trúc tế bào, thể thủy tinh được cấu tạo bởi những sợi protein gọi là crystalline. Các sợi protein này được sinh ra từ cái lớp tế bào biểu mô thể thủy tinh lót ở phía sau lớp bao trước. Nó được sinh ra trong suốt cuộc đời của chúng ta. Vậy nó đi đâu? Nó nén từ từ vào trong lớp vỏ rồi vào trong lớp nhân. Do đó càng có tuổi tác thì cái lớp nhân bên trong càng ngày càng đặc, cứng lại và nó ngã hỏng. Bình thường thể thủy tinh trong suốt và mô mạch, do đó nó cũng được nuôi dưỡng bằng cách là thẩm thấu chất dinh dưỡng từ thủy dịch. Càng theo tuổi tác, do cái sự nén lại của crystalline, thể thủy tinh nó sẽ càng ngày càng cứng đặc và ngã sang màu vàng. Rồi, do đó bệnh đục thể thủy tinh chủ yếu là gặp ở nguyên nhân là do lớn tuổi. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân bệnh lý khác như do chấn thương sau một cuộc phẫu thuật vào trong mắt, và thường thường là có đụng chạm gì đến thể thủy tinh. Do một số bệnh lý trong cơ thể như các bệnh chuyển hóa như là đái tháo đường, rối loạn dung nạp G6PD, vân vân. Triệu chứng cơ năng, bệnh nhân chỉ có nhìn mờ thôi, không đau nhức, không đỏ mắt, không gì hết, chỉ có nhìn mờ, ra nắng có thấy chói mắt. Khi chúng ta khám, chúng ta soi ánh đồng tử, chúng ta sẽ thấy ánh đồng tử nó kém hồng, nó sẽ không còn màu hồng nữa mà nó cứ tối, tùy vào cái độ đục của thể thủy tinh. Như thể thủy tinh mà đục tới mức độ này là soi vào chỉ thấy một màu đen thui. Rồi, điều trị đục thể thủy tinh thì chỉ có một phương pháp thôi, đó là phẫu thuật. Chúng ta sẽ phẫu thuật, chúng ta lấy cái thể thủy tinh đục này đi và chúng ta thay vào đó một cái kính đặt hẳn vào trong nội nhãn luôn, được gọi là kính nội nhãn. Rồi, ngày xưa, từ xưa rất là xưa, bệnh nhân đã, các thầy thuốc đã biết tới đục thể thủy tinh rồi, thì khi đó phương pháp cổ điển nhất các bạn biết là làm gì không? Là thầy thuốc sẽ quất cho bệnh nhân một cú trời giáng luôn. Sau đó cái thể thủy tinh này nó lọt xuống đây. Thế là môi trường trong suốt được giải phóng. Đó là của những năm, mấy trăm năm về trước. Anh cũng không hề biết về cách điều trị này luôn, cho tới khi anh học nội trú, anh đọc cái bài đục thể thủy tinh này, đọc về cái lịch sử điều trị của bệnh. Rồi sau đó đến khoảng chừng 50 năm trước thì người ta phẫu thuật bằng cách gọi là lấy thể thủy tinh trong bao.
Thì nguyên tắc cũng đơn giản lắm, người ta sẽ rạch một đường ở trên giác mạc, đưa dụng cụ vào, lấy toàn bộ cái khối thể vi tinh này ra, đóng đường mổ. Rồi, phương pháp này nó dẫn tới là đường mổ rất là lớn và có nhiều biến, và có nhiều biến chứng. Rồi, tiếp theo đó, người ta cải tiến bằng cách là người ta cũng rạch một cái đường mổ như vậy. Nhưng mà sau đó người ta đưa dụng cụ vào, người ta phá cái lớp bao trước đi. Phá cái lớp bao trước đi một đường tròn như thế này nè, chỉ lấy cái lớp nhân ra thôi. Thì kể từ lúc đó mới đặt được cái kính vào bên trong mắt, do vẫn còn để lại một phần bên cái bao thể thủy tinh. Còn trước đó khi mổ xong là bệnh nhân sẽ đeo kính ở bên ngoài, kính dày như lít chai. Bây giờ có lẽ là chỉ còn những cụ mà sống đến 90, cả 100 tuổi rồi mới còn cái loại kính đó thôi. Rồi, tới đâu rồi chứ? À, phẫu thuật ngoài bao. Ngoài bao, rồi tới cách đây khoảng tầm 20 năm là phương pháp mổ pha cô bắt đầu được ứng dụng. Thì lúc đó cái đường mổ được thu hẹp lại chỉ còn khoảng 2-3mm. Thế này. Rồi dụng cụ đưa vào đường đó là đủ rồi, phá bỏ cái lớp bao trước, sau đó dùng cái đầu siêu âm này tán nhuyễn hết cái nhân bị đụng này đi, hút ra, rồi đặt kính nội nhãn vô trong mắt. Kính nội nhãn lúc này là đã phát triển đến mức là có thể cuộn tròn nó lại rồi, vì nó làm bằng chất liệu là nhựa mềm. Rồi bây giờ kỹ thuật hiện đại nhất là phantocataract. Tức là về linh hồn ấy, là tất cả những cái là cũng là làm giống như vậy thôi, mở đường mổ giống vậy. Tuy nhiên tất cả các cái đường mổ đó thay vì được tạo bằng tay thì tạo bằng tia laser femtosecond. Rồi cái đó là kể thêm cho vui thôi nhé. Bài cuối cùng thì có lẽ là nhiều bạn quan tâm nhất. Rồi trước khi dạy bài này, trước khi tới cái bài này, trong lớp mình ai không cần giơ tay lên. 5 người, 6 người. Chị thấy có 5-6 cánh tay. Ai bị cầm giơ tay. Ai bị không có đầu hiện lệ không ấy. Thế bây giờ các bạn hiểu gì về thần bệnh viện các bạn? Rồi chúng ta trước khi chúng ta tìm hiểu tật khúc xạ là cái gì? Trước khi chúng ta tìm hiểu tật khúc xạ là cái gì? Chúng ta tìm hiểu mắt chính thị, tức là một con mắt bình thường không có tật khúc xạ. Một con mắt chính thị có nghĩa là khi các bạn nhìn xa ở khoảng cách vô cực á, thường thường được định nghĩa là từ 5m trở lên. Khi đó các tia sáng mà các bạn tiếp nhận được là những tia sáng song song. Và các tia sáng nó song song và nó hội tụ ngay ở trên võng mạc. Ngay trên võng mạc. Hay cụ thể là ngay trên vùng hoàng điểm. Thì đó được gọi là mắt chính thị. Rồi. Còn khi các bạn nhìn mặt ở khoảng cách gần hơn thì sao? Thì đáng lẽ theo nguyên tắc quang học, theo nguyên tắc quang học, ánh sáng nó sẽ rớt ra phía sau, đúng không? Đúng không? Rồi. Nguyên tắc quang học, thấu kính trâu lớp 11. Thì khi đó, thể thủy tinh nó sẽ làm nhiệm vụ của nó. Nó sẽ phồng lên. Dưới tác động của cơ thể mi, nó sẽ phồng lên và nó tăng công suất.
làm cho nó kéo những cái tia sáng đáng lẽ ở phía sau nhãn cầu, nó kéo ra ngay phía ngay trên vòng màng, ngay trên hoàng điểm. Cái này được gọi là hiện tượng điều tiết. Do đó mắt nhìn ở khoảng cách dưới 5 mét trở lại thì luôn luôn điều tiết. Rồi, mục đích là để điều chỉnh cho các tia sáng luôn luôn rớt ngay trên vùng hoàng điểm. Rồi, thế thì mắt có tần phóng xạ, tức là mắt không chính thị, mắt có tần phóng xạ, có nghĩa là khi chúng ta nhìn ở khoảng cách vô cực, ánh sáng không có hội tụ ngay trên vòng màng, nó hội tụ chỗ khác, thì được gọi là mắt có tần phóng xạ. Thì có 3 dạng tần phóng xạ: cận thị, viễn thị và ngoại thị. Cận thị có nghĩa là khi chúng ta nhìn là xa vô cực, ánh sáng không có hội tụ ngay trên võng mạc mà nó hội tụ phía trước võng mạc. Rồi, nguyên nhân do trục nhãn cầu chúng ta quá dài, công suất của cái thể thủy tinh hoặc là của giác mạc nó lớn quá làm cho ánh sáng hội tụ quá nhanh. Trường hợp thứ hai là viễn thị, là khi chúng ta nhìn xa vô cực, ánh sáng không hội tụ thành một điểm ngay trên võng mạc mà nó hội tụ ra phía sau võng mạc. Cái này có thể do trục nhãn cầu chúng ta ngắn, cái chiều dài nhãn cầu ngắn quá, hoặc là công suất của giác mạc, hoặc là công suất của thể thủy tinh nó yếu hơn bình thường. Rồi, trường hợp cuối cùng là loạn thị. Loạn thị có nghĩa là khi chúng ta nhìn xa vô cực, ánh sáng không có hội tụ lại thành một điểm như bình thường mà nó hội tụ thành hai cái tiêu tuyến khác nhau. Bình thường đáng là ánh sáng nó hội tụ thành một điểm, bây giờ không, nó thành hai đường sáng như thế này, nó không có fuse lại thành một điểm được, thì được gọi là loạn thị. Alo. Rồi, bệnh nhân mắt tật khúc xạ thường sẽ có các triệu chứng cơ năng là nhìn mờ dần, nhìn mờ từ từ, hay mỏi mắt, hay đau đầu, khó tập trung, đặc biệt là khi học bài thi. Triệu chứng thực thể, chúng ta sẽ thấy những biến đổi ở trên vòng gai thị và võng mạc. Đối với trường hợp bệnh nhân viễn thị, chúng ta có thể thấy gai thị nhỏ, hơi hồng. Đối với bệnh nhân cận thị, do cái trục nhãn cầu kéo dài, chúng ta sẽ thấy cái võng mạc nó không còn có màu vàng cam bình thường nữa, mà nó sẽ có những cái vết màu đen. Những vết màu đen này là do võng mạc nó dạt mỏng ra và nó lộ hắc mạc ở phía dưới. Thậm chí có một số điểm lộ cả củng mạc màu trắng luôn. Rồi, gai thị có thể không còn đứng thẳng như hình tròn hay bầu dục như hôm bữa anh vẽ, mà nó có thể nghiêng đi. Rồi, về điều trị tật khúc xạ. Điều trị tật khúc xạ thì chúng ta sẽ có 3 phương án chính. Thứ nhất là chúng ta sử dụng kính gọng. Trong đó này hai mang kính.
Rồi, thế các bạn hiểu nguyên tắc cắt cái kính của mình không? Rồi, đối với cận thị chúng ta dùng kính gì? Hội tụ hay phân kỳ? Kính phân kỳ. Đối với kính viễn thị chúng ta dùng kính hội tụ. Rồi, còn đối với loạn thị thì sao? Loạn thị thì chúng ta sử dụng một kính trụ để gom hai cái tiêu tuyến này lại thành một điểm ảnh, và sau đó lắp thêm một kính cầu để đưa cái điểm ảnh này trở về đúng như bóng màn. Đó là nguyên tắc chính của việc lắp kính. Rồi, phương án thứ hai, sử dụng kính áp tròng. Ai trong lớp này đã sử dụng kính áp tròng rồi? Rồi, kính áp tròng có mấy loại? Kính áo đen anh thấy mới giơ tay nè. Ngày là em dùng kính áp tròng bằng cách là em ra điện kính hay mua em đại đại. Ta nói sao em xài vậy? Chúc mừng em một thành viên đang bị dũng cảm. Rồi, thứ ba, phẫu thuật cứu xạ. Ai trong lớp này mổ cận rồi? Rồi, chưa ai hết. Ok, cái kính áp tròng về nguyên tắc nó giống như kính gọng thôi nha. Thay vì chúng ta sử dụng cái kính gọng, nó có nhiều những cái sai số vật lý gọi là quang sai á, thì chúng ta sử dụng kính áp tròng, nó áp thẳng lên trên bề mặt giác màng thì nó sẽ bớt những cái sai số vật lý đó hơn, vậy thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ đối mặt với những cái nguy cơ của việc sử dụng kính áp tròng. Thứ ba là phẫu thuật cứu xạ. Nguyên tắc của phẫu thuật cứu xạ là chúng ta điều chỉnh cái ngày xưa là chúng ta dùng cái dao kim cương, sau này là sử dụng tia laser Excimer, và sau này nữa là laser femtosecond. Chúng ta điều chỉnh cái độ cong của giác mạc để làm thay đổi công suất giác mạc và qua đó điều chỉnh độ phóng xạ. Vậy thôi. Rồi, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Rồi, bây giờ các bạn muốn học bài tiếp theo luôn hay là các bạn muốn nghỉ giải lao?